Xin chào các bạn. Ở điểm dừng khẩn cấp km 64 trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì nhà đầu tư đã gãi một lớp nhựa nè. Đó, gửi lớp nhựa ở bên trong điểm dừng khẩn cấp bên trong rồi nè. Đó, ở km 64. Đó. Đoạn này thì họ đã cơ bản hoàn tất xong cái việc gửi lớp nhựa bên trong cái điểm dừng khẩn cấp để cho sau này khi đưa vào hoạt động chính thức thì xe cộ này nọ tấp vào điểm dừng khẩn cấp thì sẽ ok hơn, thuận lợi hơn. Đây là mình đang chia sẻ cho các bạn về cái dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đang trong giai đoạn sắp sửa đưa vào hoạt động chính thức rồi nha các bạn. Hiện tại thì chỉ còn làm một số công việc chẳng hạn như là ở các nút giao, làm xây dựng trạm thu phí và đường dẫn, và lắp hệ thống camera cũng như là hệ thống điện ITS và thiết bị thu phí nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo, mình sẽ chia sẻ tiếp về những cái hạng mục sắp tới mà họ sẽ thi công trong những cái thời gian cuối này.